Yeah, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Far Cry 6. Và hôm nay mình đã trở lại với hai cây súng mới nha các bạn. Đây chính là cây súng mình mới mở khóa hồi cái tập trước ha. Thì mình đã nâng cấp nó lên. Mình nâng cấp cái đầu ngắm đó, cũng như là đạn bắn người mà mau chết đó các bạn. Đó, nói chung là đạn mạnh đó. Và cái súng trường này, đây, mình cũng đã nâng cấp nó lên với một cái đầu ngắm ha, cũng như là cái nòng giảm vật, bắn người rất là mạnh luôn các bạn. Và cái súng này hình như chỉ bắn được chế độ bình thường thôi, nhấp nhấp vậy thôi nè các bạn. Mình nhớ là cái này mình coi trên TV hình như nó có chế độ bắn tự động mà trong game này hình như không có hay sao. Còn cái này thì khỏi nói, súng tiểu liên ha. Và mình sẽ đi tới cái địa điểm đó ha các bạn, cái chỗ màu vàng đó đó. Mình thấy dưới này có một chiếc xe mới nữa nè, để hôm nay mình chạy chiếc xe mới này cho các bạn xem. Lần đầu tiên mình thấy một chiếc xe theo kiểu xe địa hình ha, nhưng mà nó lại có một cái cánh quạt ở đằng sau. Mục đích của cái cánh quạt này là gì, cái xe này có bay được hay không? Ôi, lại một chiếc máy bay mới tới nạp mạng cho mình vậy các bạn. Mới bắn hết một chiếc hồi nãy. Không biết chỗ này chỗ gì mà sao hai ba chiếc máy bay lại dữ vậy ta. Thôi thì mình lấy súng ra, mình khai súng đi. Súng này không rời, mình ít bắn quá cho nên là nó nguội vậy các bạn. Bữa nay bắn cho nó nóng. Mình bắn mà nó không biết mình đâu luôn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đi ha, mình lấy chiếc xe này mình đi. Đi tới cái nhiệm vụ. Rồi, mình đã xuống tới đường lộ được rồi. Hồi nãy mình đi từ trên núi mình nhảy xuống luôn các bạn. Mình lái từ trên núi mình đổ dốc xuống. Chiếc xe này coi chung, nói chung là đi cái đường núi cũng khá là mệt mỏi, nó không có nhanh đâu các bạn. Nó nhanh nhưng mà nó đi đường núi không có phù hợp. Nó bị lật qua lật lại hoài. Nhưng mà đi cái đường nhựa này thì rất là nhanh nè các bạn. Quên tắt nhạc nữa. Rồi, tới nơi. Ôi, nói chuyện với thằng Chezo. Có đạn này. Oh shit, sao chỗ này tụi nó đánh nhau kìa. Chết khá là nhiều. Ông này mình biết cái mặt ông này là diễn viên bên Mỹ nè các bạn. Mình coi phim Mỹ mình gặp cha này hoài à. Ông này là bên Mỹ, ông đóng phim là chuyên đóng những cái vai mà vai ác, vai phản diện đó các bạn. Mà toàn vai phụ không à. Ok. It's the most lethal taco combo there is. Đại nhiều thế. Đi thu thập taco meat. Một trái dứa. Rồi một cái salad. Ủa, salsa là cái gì mình cũng không biết nữa. Ông kêu mình đi lấy tùm lum cho anh ta. Ba món này thì ở trong khu này không à. Oh, có thùng đồ gì ở đây nè. Để mình đi lên trên mình lấy. Đây, có súng gì không? Gunpowder. Ok. Một món. Còn hai món nữa. À, mình có đọc bình luận thì các bạn nhắc mình là ở trong cái chỗ vàng khoan dầu mà căn cứ á, mình chiếm hồi cái tập trước, nó có cái súng gì đó, súng đặc biệt gì đó các bạn, shotgun mạnh dữ lắm. Để mình gặp mình sẽ lấy đó mình tìm kiếm nha các bạn. Một cái shotgun rất mạnh. Ủa, rồi sao vô đây? Đây.
Ok, còn món nữa. Sao mày chặn đường tao mày? Still looking. Hey. Đây. So, how do you know Juan anyway? Một trái. Đi lấy một trái dứa. Đây. That explains why he didn't want to come. Nothing. Phone's breaking up. I'll call you back. Cái này là nhiệm vụ kiểu gì mà đi lấy đồ không trời, không cho bắn ai chứ gì? Taco ingredients, Trejo. Rồi, tới đây. Just put those tasty ingredients down so I can get cooking. Rồi. Sao? I'm a workaholic. But I'm a workaholic who loves his work. When people come at me, they can't win. Thanks for helping me find my ingredients, Holmes. You did me a favor. I'll never forget a favor. No problem, man. You got everything you need now? Yeah. Just need to cook these babies up, feed them to the hungry, and add this new recipe to my cookbook. I'll be right here. Truly. Time to get cooking. It's Taco Tuesday. Pretty sure it's Friday, man. Once you try my tacos, you'll realize every day is Taco Tuesday. I love food. If I didn't work out, I'd be 400 pounds. Attention! This is the Minister of Food, Transport, Export, Distribution and Firearms. Oh no, not this fool again. One rồi, chuẩn bị có đánh nhau. And now he won't leave me alone. I'm sending in my troops to shut down your illegal business and seize all your tasty tacos. Give yourself up and live to see another day. Ok, vô. This requires my full concentration. Hold this back while I cook. I got you, Trejo. Chuẩn bị các bạn ơi, chuẩn bị có đánh nhau các bạn ơi. Chuẩn bị có đánh lớn. Thời gian đếm ngược. Ôm cái súng này luôn. Đứa nào ló đầu ra là anh phan liền. Ồ, hướng này. What? Hướng này. Chúng nó đang tới. Nhào vô. Sao có leo que mấy thằng vậy ta? Quên, cái súng này là có đạn nha các bạn. Nó không phải đạn vô hạn. Yeah. Bọn này đáng lẽ phải tấn công nhiều hướng mới đúng chứ. Xong. Đứa nào núp ở đây vậy? Ồ, ở đây đạn khá nhiều, không có lo hết đạn các bạn. Nè, đóng luôn nè. How are you still alive? I need to get those incredible tacos for my import export official reasons. Ha ha. Sao nó toàn núp ở ngoài hàng rào không ta? Núp này. Núp hả con? Núp với anh à? Chắc là sẽ còn nhiều đợt nữa đó các bạn. Trời ơi, mình chiến đấu để cho anh cha này đứng nướng thịt. Oh my god. Giờ mình sẽ móc cái này ra bắn.
Rồi, nhưng nó bắn hướng bên đây. What? Rồi. Rồi. Ông mày làm gì đây? Ngon. Cái này mình nâng cái đồ ngắm laser cho nó các bạn, cho nên là bắn chuẩn lắm. Bắn bình thường vậy là rất là chuẩn. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Chạy. Mình nâng cấp nó lên một cái loại đạn mà khi mà chúng ta bắn những cái thằng lính bình thường các bạn, loại mà bắn những cái thằng mà không có áo giáp á, rất là thấm luôn các bạn. Chứ mình không có nâng cái đạn xuyên giáp cho cái súng này. Oh no, hình như chúng nó đánh thêm một đợt nữa. Đây, hướng này. Quên, phải sử dụng tuyệt chiêu chứ. Oh, gần quá. Yeah. Vậy mà vẫn có đứa sống sót là sao ta? Tên lửa của tôi ngon vậy. Oh, cá sấu. Oh, oh, oh. Vẫn mặt à. À đây có súng máy. Ôm súng máy thôi. Nhậu vô. Nhậu vô. Mày. Trời, ông đứng thịt xong rồi ra đánh tiếp mình kìa. Nãy giờ không tiếp đâu ông nội. Giờ người ta đánh gần xong rồi mới ra tiếp. Ừ ha. Hồi đó giờ phải công nhận là mình sử dụng lựu đạn rất là ít luôn. Ây da. Cá sâu. Sâu. Mày xấu. Lấy được thịt cá sấu các bạn. Mày này. Ông đó đang làm gì thế? Rồi, tuyệt chiêu của mình có lại rồi. Nhưng mà đợi đông đông mới xài chứ. Đúng rồi, cắn đó. Đúng rồi. Có trực thăng. Đây. Bãi ra đây mày. Thôi. Yeah. Oh yeah. Xong. Chúng ta đã xử gọn bọn chúng. Làm gì đây ông già? Ông cầm cái cây súng đó mình có các bạn. À, mình cũng có mở khóa thêm một cây shotgun mới nữa ha các bạn. Shotgun rất là hiện đại. Nhưng mà cây shotgun siêu lợi hại thì mình chưa có. Mình phải đi kiếm ở chỗ cái giàn khoan dầu. No, thank you, Rojas. I'd say good luck, but I don't believe in luck. I believe in karma. You do good, and you get good. You do bad, and you get bad. For sure. I'll get these tacos delivered hot and on time. Rồi, xong. Đi tới cái gara của ổng. Hướng này. Có cái gì mới cho tôi không? Xe mới à? Chứ gì nữa. Oh, that's a fucking bike. Nhưng mà ngon không? Yeah. Cho mình chiếc xe các bạn. Cái gốm. Làm như xe của ổng ngon lắm vậy đó. Rồi bây giờ thì xong một cái nhiệm vụ rồi ha. Bây giờ mình có thể mình đi tùy chọn đi, mình muốn làm gì mình làm. Có thể mình đi đánh cái chỗ này. Hoặc là chỗ này. Ôi các bạn ơi, mình phát hiện là xe này có trang bị cây sáo nòng. Các bạn thấy không? Thấy bên tay phải của mình không? Đó. Ôi. Wow, quá ngon. Quá ngon. Mày chạy đâu?
Thôi mình đi tới chỗ pháo phòng không đi. Kìa kìa kìa, bắt bớ người ta kìa. Ê bạn, lấy súng này bắn đó. Ê lộn lộn lộn. Wow, súng 6 nòng của tôi đó, nhưng mà bắn thì ngắm hơi bị khó các bạn. Cái 6 nòng gắn trên chiếc xe này thì mình chỉ kiểu như sử dụng để bắn mấy chiếc xe của đối phương á thì được ha các bạn, bắn người thì khó lắm. Ê cái gì đây, mình tới mình mua chuột thằng này. Let's go, boom, boom. Mua chuột. Over here. Get here, so. Hello. Gì? Ủa? Mình tới mình mua ấy mà mình đâu có cầm súng đâu. Sao kỳ vậy ta? Let's move, what the... Chó sói ở đâu vậy? Ok, chúng ta đã tới nơi có trang bị pháo phòng không. Mình phải phá hủy nó. Đây là cái công ty Biovida của thằng cha Lộc Tài sản xuất cái chất độc màu đỏ. Nhưng mà vô như thế nào đây? Không thấy đường vô đi nè. Oh. Cái tường của ổng nè. Chỗ này phải căn cứ không ta? Wow, một phát được cái súng kìa. Ngon. Chỗ này đỏ lừ luôn ta, hình như là khó, rất nhiều thằng nó đứng trong này. Ôi. Bắn tỉa nó các bạn. Thôi thì mình lấy cái súng này vô đây. Vì chú có hai đứa. Lấy luôn. Chuẩn bị ném lựu đạn pháo quỷ nữa nè. Pháo gì? Xong. Đơn giản như cái bản. Ôi đông thế. Lấy cái này các bạn. Đông nè. Đứa nào xuất hiện coi. Bắn tỉa. Mày nấp kỹ thế. Wow. Mày tỉa con. Mày tỉa. Thằng nào đang đi thế? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ ở đây các bạn ơi. Danny in the flesh. You do not disappoint. I know. Good luck, papi. I know you can do it. Nó kêu mình làm gì kìa. What did you find for me? Hola. Nó kêu mình đang cắp xe của mình gì đó các bạn. Don't fight me, you piece of shit. You're as stubborn as... Rồi. Nó kêu mình đi tới đây. Trời ơi. Có lẽ mình sẽ bay các bạn. Bay rồi mình đáp xuống đây luôn. Rồi, tới nơi. Búng vô. Đây là khu huấn luyện xe tăng các bạn. Lái xe tăng. Trời ơi, chỗ đó đông vậy. Chết rồi. Đông như thế này thì chắc mình lấy 6 nòng ra quá các bạn. Mình phải trang bị 6 nòng mới chịu nổi cái đám xe này. Cái này là để dành bắn xe tăng các bạn. Mình phải lấy cái 6 nòng ra thôi. Ý lộn 3 nòng chứ. Đây. Cái 3 nòng của mình hôm nay nó được trang bị tới
700 viên gì đó các bạn. Hơn 700 viên luôn á. Khá nhiều đạn. Nó thấy mình rồi. Thấy thì chơi luôn. Thấy thì chơi luôn. Đấy, chơi luôn. Trời ơi, bọn này quá bình thường. Nó kêu mình ôm cây súng này à. Bắn hết mấy chiếc xe các bạn ơi. Lái chi mà nó gần thế. Yami, nothing between me and your car now. They'll be hiding it away in a garage. Keep an eye out. Xong rồi. Làm gì tiếp theo đây? What? Một chiếc xe mới cho mình đấy hả? Wow, xe bọc thép đó các bạn. Khoan khoan khoan. Bên đây có cái gì? Oh. Nó kêu mình ăn cắp chiếc xe này các bạn ơi. Steal, tức là ăn cắp đó. Nhưng mà lái đi đâu đây? Really? Maybe this was family history. My parents fucked in that thing, Danny. You think I want it back? Besides, you did me a favor and still owe me. See how I did that? Kisses! Xong! Thì ra là đây là cái nhiệm vụ chôm xe. Nó thấy mình rồi. Chạy đâu mày? Nhiệm vụ đi chôm xe. Ồ, cái này sân bay của tụi nó mà. Lái một hồi là chết à. Nó giết luôn á. Trong đây ghê lắm, xe tăng nhiều lắm. Còn cái này cái gì đây? Lỡ rồi tới đó luôn. Chiếc xe này là xe bọc thép các bạn ơi, xe chống đạn. Có hòm đồ ở đây. Rồi, tới nơi. Yeah, nó kêu mình làm gì? Nó kêu mình đi đâu? Đi đâu ta? Nó kêu mình đi vô hầm kìa các bạn. Hình như nó kêu mình vô trong này nè. Chỗ này hồi mấy tập trước mình có vô rồi các bạn. Nhưng mà mình không có quay, mình có đi tìm hiểu trong đây. Oh man. Đây là một cái cơ sở ngầm các bạn, căn cứ ngầm. Yeah. Ok. Cho coi cái máy tính này có cái gì trong đây. Có dấu phim ảnh gì trong đây không? Đem về coi. Nè có phim nè. Giờ chúng ta sẽ đứng coi phim. Đang tải về các bạn. Phim gì không thấy gì hết trơn vậy? Màu mè gì? Chúng ta đang hát các bạn ơi. Sắp xong rồi, 99%. Yeah. Mình lên đây mình mở cái phòng này các bạn, mình mới làm được cái chìa khóa. Trên đây có cái phòng. Đâu ta? Đây rồi. Đó, trong đây có gì không? Mới vô là thấy có 7 rồi đó, khủng khiếp thiệt. Ơ à, đường đi lên thôi à.
thoát ra chỗ này các bạn ơi. Đây là lối thoát. Boom boom, over here. What? Vamos, revise la zona. Nó dòm thấy mình. Này thì dòm. Dòm. Chôn, giọt. Giọt lẻ. Ok các bạn. Vậy là video của mình tới đây là kết thúc rồi đấy nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Mình sẽ hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.